Wow! Ăn thử kem của tụi mình đi! Chào mừng mọi người đến với xứ sở diệu kỳ của tụi mình! Xin chào! Cho mình một cây kem với! Được rồi, đợi một chút nha! Lại đây đi, có kem cho bạn rồi nè! Wow, phục vụ nhanh quá, cảm ơn nhiều nha! Ồ, được lắm! Muốn thi với nhau không? Sợ gì chứ? Các bạn đã sẵn sàng cho cuộc thi mới chưa? Ai xây được ngọn tháp cao hơn từ kem và bánh quy sẽ là người chiến thắng. Chuẩn bị, sẵn sàng, bắt đầu! Xây tháp thì có gì khó chứ? Một lớp kem, rồi đến một lớp bánh quy. Ai sẽ là người xây tháp xuất sắc nhất đây? Eva, Archie hay Kay đây? Trong khi Kay đang cố gắng xây một tòa nhà chọc trời bằng kem, thì Archie chỉ biết ngồi ăn và ăn thôi kìa. Xong rồi nè. Gì thế này? Tháp kem của Eva cao quá. Wow, tháp kem đẹp quá Eva. Lại còn rất ngon nữa. Ở vòng thi này, hai người phải đoán hương vị của kem. Hai cô gái sẵn sàng chưa nào? Mọi người sẽ được nếm thử những món kem rất độc đáo đó nha. Kay bắt đầu trước. Mình sẽ thử cái này. Ồ, ghê quá đi. Lưỡi của mình. Cái này là vị tỏi mà. Chính xác, làm tốt lắm. Đến lượt của mình. Đây là vị gì nhỉ? À, mình biết rồi, là vị chanh. Xem nào. Không phải, là rau thơm. Eva, cậu đoán sai rồi. Kay thắng. Hey, muốn ăn kem không nào? Đấy nè. À, bị lừa rồi nha bạn yêu. Cắt hai đầu quả bóng xốp. Áo lên một lớp đất sét nha. Sơn màu cho thật giống như là kem vậy. Dùng xiên để tạo lỗ ở giữa, rồi xỏ dây vào. Cho tất cả vào một chiếc vỏ ốc quế. Mình vừa nghĩ ra một trò thú vị lắm nè. Phải chơi cùng mọi người mới được. Ai muốn ăn kem không nào? Ủa, rơi rồi. Ăn kem không? Để lần sau nha. Ăn kem không nào? Không phải hôm nay rồi, tạm biệt. Nè, cô nàng mời kem kìa. Cậu sẽ phải trả giá vì trò đùa của mình đó. Trong khi Kay không chú ý, mình phải lấy trộm tất cả kem của cô nàng rồi giấu tất cả đi. Kem của mình đâu? Eva! Cậu lấy trộm kem của mình. Sao cậu biết được? Không phải rõ ràng lắm sao? Ơ, à, chào nha. Này Kay, xem mình có gì nè. Là kem Pop X đó. Món tráng miệng mơ ước của bao người. Chúc ngon miệng nha Eva. Nhưng mình có thứ khác hay hơn nhiều. Simple Dimple siêu to khổng lồ. Đổ đầy kem vào khuôn rồi cho vào trong tủ lạnh nha. Đợi kem đông lại thì lấy ra. Dùng màu thực phẩm màu đỏ và xanh để tạo màu cho kem nha. Chờ kem đông lại. Đặt khay kem hình nửa khối cầu này vào những vòng kem tròn màu trắng cho giống với đồ chơi Simple Dimple. Đây mới là món kem tuyệt nhất đây nè. Đã quá đi à. Đừng có ghen tị với món này của mình nha Eva. Lưỡi cậu xanh lè rồi kìa. Thế à, sẵn sàng chưa? Eva, sẵn sàng chưa? Nhìn que kem của mình nè. Ha, chỉ có que kem bé tí tẹo. Archie, kem của cậu đây Khi. Cảm ơn nha. Wow, trông y như cây búa của thần sấm vậy nè. Que kem của mình lớn hơn nhiều.
nhưng mình có thể ăn nhanh hơn chứ bộ. Mình không thể ăn nổi nữa rồi. Archie! Tới đây, Katie. Cây kem. Bắt lấy nè, nhanh lên. Của mình nha, đây cũng là của mình. Đỡ được rồi nè. Chúng ta đỡ được tất cả rồi. Làm tốt lắm bạn Hiên à. Cảm ơn nha mấy cô gái. Chúng ta đã chơi hết các trò chơi rồi. Giờ thì làm gì bây giờ? Chơi bóp ít đi. Mình có ý này nè. Ta-da! Được rồi nè, thế này thì sao hả? Cùng chơi bóp ít với sô-cô-la và kem xem nào. Bỏ kẹo sô-cô-la M&M vào từng ô của miếng bóp ít. Nấu chảy một ít sô-cô-la trắng. Rồi đổ đầy vào từng ô nha. Đợi sô-cô-la đông lại. Đổ đầy kem sô-cô-la vào một chiếc xô lớn. Rồi lấy miếng sô-cô-la bóp ít vừa làm đặt lên trên. Đợi đã, thử nghĩ ra luật chơi xem nào. Xúc xắc ra màu nào thì chúng ta phải ăn miếng sô-cô-la màu đó nha. Màu cam nè. Màu này ngon quá. Hay à, tới lượt cậu đó. Xem nào. Màu xanh dương. Đây rồi. Mình ăn hai miếng pop ít liền nè. Mình không thể ăn nổi nữa rồi. Có cậu à. Nhiều đồ ăn quá. Kem pop ít nè. Nghĩ mà xem Archie, lưỡi cậu sẽ... không sao đâu, cứ ăn thỏa thích luôn đi. Thế nào? Lưỡi của cậu vẫn dính miếng pop ít kia kìa. Các cậu, nguyên liệu bí mật tới rồi đây. Các cậu phải làm ra gì đó thật thú vị với đống que kem này nha. Hay, nảy ra một ý tưởng rất là hay. Mình nên làm gì đây ta? Vỏ ốc quế bằng que kem xong rồi nè. Mời thưởng thức Archie. Hay quá. Eva, đây là gì vậy? Xong rồi. Tháp Eiffel. Nhưng có một vấn đề. Tháp Eiffel này không có tác dụng gì với đám kem cả. Mình đi nghỉ trưa đây nha. Ý hay lắm. Bánh tacos ngon tuyệt. Mình mong được ăn cả ngày rồi nè. Đánh bông 4 quả trứng gà với nửa cốc đường. Thêm 200 gram bơ chảy, vani, một nhúm muối ăn và một cốc rưỡi bột mì. Cho vào máy làm vỏ bánh, rồi tạo hình khi vỏ bánh vẫn còn nóng. Cho từng viên kem mát lạnh vào. Trang trí thêm bằng ngũ cốc, kẹo và siro. Dùng màu thực phẩm để tạo ra những chiếc tacos nhiều màu sắc nha. Mấy chiếc tacos này quá tuyệt nè. Cậu hẳn là thèm lắm ha Eva. Ai mới là người phải ghen tị đây. Mình có cả sushi đá lạnh cho bữa trưa này. Đổ đầy kem vào khuôn silicon hình nửa khối cầu. Cho vào ngăn đá tủ lạnh. Cắt khối kem thành từng khuyên tròn. Cắt nhỏ xoài, lê, dâu tây, kiwi, đào và cam. Rồi cho vào giữa những khuyên kem tròn. Trang trí thêm những cuộn sushi mát lạnh này bằng cam thảo đen và vụn sô-cô-la đỏ nha. Món sushi ngon nhất thế giới là đây. Đã quá, giờ thì mọi người phải giúp tụi mình rồi. Hãy để lại bình luận và đánh giá giúp tụi mình xem bữa trưa nào hấp dẫn hơn nha. Bánh tacos hay sushi kem nào? Mang bảng vào đây. Các cậu, hãy chuẩn bị cho vòng thử thách tiếp theo nào. Chơi cờ caro bằng kem. Hey, chơi trước nha. Eva chọn ô ở giữa. Mình đi ô này. Vậy mình đi ô này. Ô này. Mình không để cậu thắng đâu nha. Ôi trời, cậu phá hỏng mọi thứ rồi kìa. Nhận lấy đi nè.
thú. Tại sao? Vòng thi kết thúc ở đây. Các bạn thích video hôm nay của tụi mình không nào? Để lại bình luận chia sẻ với mọi người bạn thích vị kem nào nhất nha. Và đừng quên like video này, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới thú vị nào từ kênh Trum Trum nha.